Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Nano Spray Baby do Novatech sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Nano Spray Baby cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Nano Spray Baby có thành phần là NaCl 0,9%, bạc nano 0,025mg được bào chế dưới dạng dung dịch xịt. Công dụng và chỉ định của Nano Spray Baby loại bỏ dỉ mũi, chất nhầy, tái tạo các tế bào niêm mạc mũi bị tổn thương, giúp thông thoáng mũi, tạo cảm giác dễ chịu, dễ thở phòng tránh và hỗ trợ điều trị các bệnh ngạt mũi và viêm xoang, làm dịu và dưỡng ẩm niêm mạc mũi và xoang, giữ cho mũi không khô khi thời tiết thay đổi. Sản phẩm Nano Spray Baby được sử dụng bằng đường xịt mũi và được nhà sản xuất khuyên dùng với liều lượng như sau, sử dụng 3 đến 6 lần trên ngày. Mỗi lần sử dụng xịt 2 đến 3 nhấn mỗi bên. Sử dụng cho trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên. Các chống chỉ định khi sử dụng Nano Spray Baby không dùng cho người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Nano Spray Baby, đồng thời biết cách sử dụng Nano Spray Baby sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham